thế mình copy cái này nhá xong mình vào đây mình tìm đúng không để xem nó trả lời như thế nào đấy và nó sẽ thậm chí đây nó có cái có cái <laughs> Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn một cái công cụ AI vô cùng là hay ho giúp cho các bạn có thể tìm kiếm các cái tài liệu và tìm kiếm các cái thông tin liên quan đến nghiên cứu của các bạn Đồng thời bạn cũng có thể ứng dụng để tìm kiếm bất kỳ những cái thông tin nào. Thế thì cái công cụ AI này nó có cái hay đó là nó sẽ dựa trên cái tìm kiếm của Google, sau đó nó tổng hợp lại và nó cho các bạn các cái kết quả tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nhá. Thế thì cái trang web mà tôi muốn giới thiệu với bạn nó có tên là Andysert Thế thì tôi sẽ để cái đường link nó ở trên màn hình nhé Tôi sẽ để cái từ khóa của nó trên màn hình Và sau đó thì tôi sẽ để cái đường link ở trên màn hình Để cho các bạn dễ dàng có thể truy cập được vào cái trang web đó Thế thì tôi sẽ tìm này Tôi đánh chữ là Andy này Search này Đấy và Enter một cái Thì chúng ta sẽ thấy cái trang này nó hiện lên ngay đầu tiên Đấy chúng ta sẽ kích vào đây Đấy Thế thì lúc này chúng ta đã vào được cái trang gọi là Andy Search Và lúc này chúng ta có thể tìm kiếm các cái nội dung mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới này này có có cái chữ là Ad and Search mà cái này lại hoàn toàn miễn phí nhé hoàn toàn miễn phí mà nó ra những cái thông tin vô cùng hay ho giả sử nhé bây giờ chúng ta tìm vui vẻ này chúng ta tìm vui vẻ là những cái địa điểm mà muốn chúng ta muốn đi thăm khi mà đến Hà Nội chẳng hạn đúng không ví dụ như tôi sẽ nói là 10 địa 10 địa điểm nên ghé thăm ở Hà Nội này ví dụ thế nhá enter một cái thì nó sẽ cho chúng ta ra các cái kết quả đấy, các cái kết quả đấy, rất là thú vị thì đây là cái những cái mà tìm kiếm vui vẻ nhá tìm kiếm vui vẻ này đấy. nếu mà là, đấy là đấy là trong cái ứng dụng hàng ngày các bạn có thể hỏi là các cái món ăn khi đến hà nội hoặc là các món ăn khi đến huế các món ăn khi đến thành phố hồ chí minh thì những cái này là những cái rất là cơ bản nhé đấy, sau đó thì các bạn cũng có thể là hỏi các cái vấn đề liên quan đến bệnh tật rồi thì liên quan đến các cái chủ đề nghiên cứu của các bạn thế thì cái này nó sẽ tìm giúp cho các bạn tìm các cái thông tin chung và sau đó thì nó cũng có thể giúp cho các bạn tìm các cái thông tin mà chuyên sâu về nghiên cứu giả sử như là tôi sẽ hỏi nó về là hướng dẫn hướng dẫn chăm sóc đúng không chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường tại nhà chẳng hạn đúng không? đấy thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ cho chúng ta biết được là một số các cái nội dung mà cái này nó hỏi bằng tiếng Việt nó trả lời được nhé. nhưng mà chúng ta lưu ý là gì? đôi khi là chúng ta hỏi bằng tiếng Việt ấy, thì nó lại dẫn đến những một số các cái trang web mà các cái bệnh viện một số bệnh viện hoặc là một số các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là một số phòng khám thì họ viết các cái bài mà quảng cáo ở trên này, đấy thì nó cũng không chính xác lắm. thế thì các bạn cũng có thể, tôi đã hướng dẫn rồi đấy, chúng ta có thể sử dụng là Google dịch đúng không? Google dịch nhé chúng ta vào Google đánh chữ dịch là chúng ta có thể đến được với trang Google dịch Đấy. các bạn chờ một tí nhé đây là tôi đang giới thiệu cái chung nhé Thế sau đó đây tôi sẽ giới thiệu các bạn sâu hơn về nghiên cứu nhé ở, ở cái phần sau Đấy. thì bây giờ tôi sẽ tôi sẽ đánh vào đây là gì là hướng dẫn hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường tại nhà chẳng hạn đấy các bạn có thể thay cái nội dung của các bạn vào đây nhá đấy, ví dụ thế đúng không? đấy thế mình sẽ copy cái 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 nội dung tiếng anh này nhá xong vào đây tìm này vào đây hỏi con Andy này đấy thì nó sẽ nó sẽ giúp bạn tìm ra những cái bài báo tiếng anh đấy, ví dụ như là CDC này đấy nó sẽ chuyên nó sẽ chuyên môn hơn nó sẽ chuyên môn sâu hơn đấy nó có các cái bài này đấy ở trên các cái trang web và những cái nội dung mà liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đó đúng không? Thế thì khi mà chúng ta tìm thấy thì chúng ta thấy là nó có cái phần kết quả. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái phần nhìn thấy có chữ là video này, mình có thể kích vào đây để xem xem các cái video đấy, của một số uh, của một số các cái nhà khoa học hoặc là một số bác sĩ hoặc là một số <laughs> một số những cái người mà họ hiểu biết về vấn đề đấy, họ chia sẻ về cái nội dung này đúng không? Đấy. Mình nhìn thấy này, rất nhiều video này, bên này là kết quả thì nó bao gồm là cả viết và cả video nhưng mà bên này là chỉ riêng video thôi đúng không các bạn có thể ứng dụng cái điều này để có thể tìm hiểu các cái thông tin chung nhé thế sau đó thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn đấy, giả sử như là chúng ta làm về nghiên cứu đúng không thì chúng ta sẽ cần phải biết về các cái chủ đề về nghiên cứu chẳng hạn đấy thì các bạn có thể hỏi nó là 10 chủ đề hoặc là 5 chủ đề quan trọng nhất hay là 5 chủ đề mà cần nghiên cứu về trong lĩnh vực y khoa đúng không À, ở chỗ này thì tôi nhắc các bạn một chút là ở chỗ này mặc dù chỗ này nó là tiếng anh nhưng mà các bạn có cái kỹ năng là có thể dịch được ra tiếng việt ấy thì chúng ta có thể kích ở trên này này thì tôi đã có cái video hướng dẫn này rồi nhá đấy thì chúng ta sẽ chuyển một cái thì nó sẽ nó sẽ dịch ra tiếng việt cho chúng ta à, rất là dễ dàng đấy. và khi nó tìm ra như này thì tất nhiên rồi các bạn có thể kích vào đây đúng không kích vào đây để cho nó mở ra cái cái nội dung của cái trang web mà chúng ta tìm thấy đấy để chúng ta tiếp tục chúng ta nghiên cứu sâu hơn về nó đúng không rồi thế thì quay trở lại đây là tôi vừa nói với các bạn là chúng ta sẽ cần hỏi nó xem là các cái chủ đề nghiên cứu ở đây có phải là khi mà các bạn làm nghiên cứu thì các bạn sẽ cảm thấy bối rối khi mà chúng ta muốn làm nghiên cứu đúng không đặc biệt là các bạn những người mới những người mới thì sẽ không biết là nghiên cứu về cái gì thế thì mình có thể hỏi để xem xem là cái xu hướng các cái nghiên cứu mới hiện nay nó là cái gì Đấy. thế Thì mình có thể nói à, Mình sẽ dịch đúng không, dịch là Nếu mà các bạn đánh tiếng Việt ấy, thì nó tìm nó không chính xác lắm đâu nhé Tốt nhất là tìm bằng tiếng Anh, đúng không? 10 chủ đề Đấy, Nghiên cứu Phổ biến Trong ngành y đúng không, trong ngành y nhé Thì mình copy cái này nhá, xong mình vào đây mình tìm Đúng không, Để xem nó trả lời như nào Đấy. Và nó sẽ thậm chí đây nó có cái có cái có cái bài báo này nó còn thậm chí có 100 cái chủ đề luôn này. Đấy, các cái chủ đề này, 20 chủ đề nghiên cứu này cho primary care này. Đấy, năm 2021 này các cái chủ đề mà promising các cái chủ đề nghiên cứu hứa hẹn trong ngành y đúng không? Đấy. Thì, thì lúc này chúng ta sẽ có có thêm các cái thông tin đúng không? Chúng ta có các cái các cái ý tưởng mới để cho chúng ta có thể triển khai phát triển ra các cái dự án nghiên cứu của chúng ta đúng không thì đấy là đấy là những cái mà uh, liên quan đến nghiên cứu nhé uh, thậm chí các bạn có thể hỏi nó là cách để viết một cái đề cương nghiên cứu hay là cách để phát triển một cái đề cương nghiên cứu các bạn có thể hỏi tiếng việt hoặc là có thể hỏi tiếng anh nhưng mà hỏi tiếng việt thì nó sẽ uh, kết quả nó không không chính xác lắm tôi tôi cứ hỏi tiếng việt đã nhá cách phát triển đề cương nghiên cứu này Enter một cái, đấy, thì nó sẽ có, nó cũng tìm ra rất là nhiều các cái bài, đúng không? Cái này thì thường là các cái tác giả ở Việt Nam, đúng không? Các tác giả ở Việt Nam hướng dẫn cách viết một cái đề cương nghiên cứu, xem phần video nào, này mình, các bạn có thể kích lên phần, à, nó lại không có video, đúng không? Đây, chỗ này nó toàn là các bài viết thôi, toàn các bài viết thôi, đúng không? Rồi, thế thì khi mà các bạn làm nghiên cứu, thì các bạn sẽ Rồi đến là chúng ta tìm tiếng Việt nhé. Bây giờ chúng ta tìm tiếng Anh này, để, tìm tiếng Anh này. Cách để cách phát triển đúng không? Phát triển một đề cương nghiên cứu trong ngành y nhé. Đã copy cái chỗ này này. How to develop a research proposal in medicine đúng không? Này mình sẽ paste vào đây, đúng không? Nó sẽ hỏi này. Đấy. Đấy. Rất là nhiều bài báo luôn, đúng không? Rất là nhiều bài báo, rất là nhiều hướng dẫn đúng không? Thậm chí là có những cái những cái bài báo ở trên những cái tạp chí cũng rất là uy tín. Thì các bạn có thể đọc ở đây này, có cả plot này rồi thì rất là nhiều, đúng không? Các cái trường đại học đấy thì họ cũng sẽ có những cái hướng dẫn ở, ở trên nih uh, gov này, đúng không? Rồi PubMed các các thứ này, rất là nhiều, rất là nhiều các cái các cái bài mà nó hướng dẫn về cách mà có thể phát triển ra một cái đề cương nghiên cứu Đấy. thế thì khi mà các bạn mà làm đề cương nghiên cứu đúng không thì các bạn sẽ cần phải có những cái những cái thứ khác nữa mà các bạn muốn tìm kiếm giả sử như là các bạn muốn tìm kiếm về hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu chẳng hạn đúng không? hoặc là sâu hơn các bạn có thể tìm hiểu là hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu với endnote chẳng hạn đúng không thì các bạn có thể lên đây đánh chữ là hướng dẫn đúng không hướng dẫn endnote chẳng hạn Đấy, enter đúng không đấy, hướng dẫn En. đấy thế thì ở trên này chúng ta thấy là nó sẽ hiện ra rất là nhiều các cái bài hướng dẫn về nốt này có cả các video này đấy giờ thì à, đây này đây có một số các cái video của tôi này hướng dẫn về nốt sử dụng nốt đúng không đấy, giả sử như là chúng ta đơn giản chúng ta chỉ cần không đánh chữ nốt mà chúng ta chỉ đánh chữ nốt thôi đánh chữ nốt không rồi nhá em nốt này đấy, thử xem nó có tìm ra được các cái nội dung không đấy rất là rất là nhiều nhá Tiếp đến này, giả sử như là các bạn muốn tìm hiểu về tôi chẳng hạn, thử nhé thử xem là nó có thể tìm các cái thông tin về tôi hay không nhé Các bạn có thể lên đây đánh chữ Vũ duy kiên này, đấy, enter một cái, đấy thì nó sẽ tìm ra các cái nội dung liên quan đến tôi. Đấy, tất nhiên là có thể là lúc các bạn tìm kiếm thì nó sẽ ra các cái kết quả khác. Thế thì ở đây thì tôi làm rất là nhiều các video, thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là những cái video mà liên quan đến tôi này, đấy những cái nội dung liên quan đến tôi này thì nó sẽ hiện ra đây này để các cái kết quả nhá. Và ngoài ra các bạn có thể kích vào video này đấy để xem các cái video mà tôi đã tôi đã hướng dẫn ở trên ở trên mạng đúng không? Trên kênh YouTube đặc biệt là kênh YouTube. Đấy thì nó đã tìm ra được các cái nội dung này. Rồi, hy vọng cho đến đây thì bạn đã hiểu được về cái cách mà chúng ta có thể sử dụng cái trang Andy Search này. Chúng ta đã biết cái đường dẫn để chúng ta có thể truy cập được vào nó này. Và sau đó thì chúng ta biết được là gì? Là có cái phần tìm kiếm ở phía dưới. Thế thì bạn sẽ ứng dụng, bạn sẽ đưa các cái từ khóa vào để tìm kiếm ra những cái điều mình muốn. Các bạn có thể tìm kiếm các cái thông tin chung chung các cái thông tin mà phục vụ các cái công việc hàng ngày của mình hoặc là nếu mà bạn nào đang làm nghiên cứu trong ngành y thì có thể tìm các cái nội dung liên quan đến nghiên cứu trong ngành y rồi thì các cái vấn đề liên quan đến nghiên cứu chúng ta có thể đánh vào đó mình tìm thì nó sẽ ra các các cái các cái kết quả và các cái kết quả đấy thì có thể là các cái nội dung viết hoặc là có thể là các cái video hướng dẫn. Đấy. Chúc các bạn có thể tìm được ra nhiều các cái nguồn thông tin để phục vụ cho công việc hàng ngày và nghiên cứu của mình. Bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người biết cách tìm kiếm tài liệu giống như bạn. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì hãy nhớ để lại trong phần comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi